cái khoảng cách ra xa xa cái ống kính đầu tiên ấy một chút đủ để cái camera nó còn không nhìn cái ống kính đầu tiên nữa, thì mình sẽ bốc cái ống kính đầu tiên mình để lên trên này. Cứ như vậy, cứ bay về đằng trước thì lại lấy đằng sau cho đằng trước, xếp chồng, và mình có cảm giác là con chim nó bay qua một cái khoảng không bất tận thôi. Nhưng thực ra chỉ có bốn cái ảnh thôi, một cái ảnh là xếp thành bốn vị trí. Đấy, thì đấy chính là cái gọi là làm loop background. Thì mình sẽ để làm loop thì mình phải viết một cái đoạn code đúng không? Là gọi là screen loop. Nó sẽ hoàn ra một file screen loop đây, .cs. Thì đầu tiên đấy là cái screen loop mình được ép vào cái object cha của cái screen này, vì thế mình sẽ lấy tất cả các object này chứa vào thành cái mảng để mình duyệt trong mảng này cho nó nhanh. Tiếp theo là mình phải tính được là cái vị trí của cái object cuối cùng này nó cách cái con chim một cái đoạn bao nhiêu đó, và dịch chuyển đằng trước tức là gì, tức là cộng thêm cái vị trí x của nó một cái khoảng đúng bằng cái kích thước này đúng không, hay bằng cái kích thước này, kích thước này sang bên đây thì đúng bằng cái khoảng này đúng không, đúng bằng cái kích thước của tất cả các object cộng lại. Đấy, vì thế nên là tôi sẽ làm cho đúng như cái mình nói, là đầu tiên tôi sẽ tính cái kích thước, là sẽ lưu trữ một cái mảng trên tất cả các object, cái object này cái mảng này sẽ bằng new object, khởi tạo số lượng phần tử bằng cái nếu mà mình nói là 4 thì cũng được, nhưng mà mình muốn nó linh động hơn một chút thì mình sẽ lấy luôn cái số lượng con của nó .transform.chai_cao. Đấy, tiếp theo mình sẽ lấy tất cả các object này y bằng 0 này, y nhỏ hơn z.transform.chai_cao. Screen object y sẽ bằng là z.transform.get chai. Thế là lấy tất cả object này. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái kích thước của tất cả phần tử cộng lại, thì chúng ta bám một cái miếng float này, chiều rộng này. Thì ở đây mình sẽ lấy là screen object y.getComponent. Để lấy kích thước mình phải lấy cái sprite render của nó, cái mà mình làm cái animation đối với con chim ấy, sprite render .bound mà vào chữ size đấy, chữ x. Đấy, tức là chiều rộng thì lấy chiều rộng thôi, và tổng vào cái biến này để lấy tổng. Rồi, tiếp theo là kiểm tra xem là con chim nó vượt qua một cái object bất kỳ mà khoảng cách nó lớn hơn khoảng nhất định thì mình sẽ lật đúng không? Lật object. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra tất cả các object luôn. Thường là chỉ kiểm tra object đầu tiên, nhưng mà giải pháp thuật này mình không chắc chắn, nên là mình cứ kiểm tra tất cả object, vì nó có 4 cái này cũng không mất nhiều thời gian. Nào. Y bằng 0. Y object. Trong len. Duyệt qua tất cả các object đấy. Nếu mà screen object y .transform .position .x so với player đúng không? Bây giờ phải có player. Chúng ta biết là player của chúng ta nó là một object, chỉ một object duy nhất. Vì thế nên tôi sẽ khai báo một cái biến static ở bên này để chúng ta lấy diễn nhanh. Cái này gọi là singleton pattern. Cách thiết kế singleton pattern tức là class mà chỉ có một object duy nhất thì mình sẽ có thể lấy object đấy gắn vào biến static để lấy truy xuất tất cả các class còn lại. Đấy. Tôi sẽ đặt là player controller này instant static public static player controller. Thank you.
và ở đây mình sẽ lấy ra get, lấy hàm get bằng cách là return instance. Trong hàm khởi tạo của cái lớp này thì mình sẽ gán cái biến static đấy bằng chính cái object vừa được khởi tạo, tức là cái gì instance bằng gì. Các bạn có hiểu cái đoạn này không ạ? Đây chính là singleton button. Vậy thì bây giờ là khi object player đã được khởi tạo thì mình có thể sử dụng cái object này ở bất cứ class khác bằng cách là chỉ việc chọn đây player controller này chấm instance này đúng không, chấm transform chấm position chấm x. Nếu mà cái position của con chim trừ đi position của cái đối tượng trên màn hình chấm x mà lớn hơn một cái khoảng nhất định, tôi cứ fix cố định đi, lớn hơn 5 đi, giờ vào thế, nếu không được thì mình sẽ chỉnh đúng không? Thì mình sẽ bắt đầu lập bằng cách là lấy vector var, lấy vị trí hiện tại của cái object đi ấy, y.transform.position. Tiếp theo là mình tăng cái vị trí x của nó lên cộng bằng chiều rộng nó. Tiếp theo là mình gán ngược lại cái object này bằng post x bằng post đấy, tức là lấy cái giá trị bằng hiện tại này tăng thêm x lên chiều rộng này, tức là lật sang bên này xét ngược trở lại. Bây giờ chạy thử xem có gì hay không. Con chim nó chưa đi đúng không? Mình mới lập trình cho con chim nó rơi chứ chưa đi, rơi và bay lên. Vậy thì để đi thì mình có fix cái vận tốc của nó. Tôi khai báo một biến float là velocity x mặc định bằng 5 đi, có thể thay đổi sau đúng không? Thì ở chỗ này mình sẽ không thể gắn bằng 0 được đúng không? Mình phải có một cái biến là vector 2 velocity bằng birdrickybody.velocity lấy vận tốc hiện tại của nó này, và chỗ này thì mình vẫn là gán velocity bằng velocity. Còn đây velocity chấm y bằng 0 đúng không, tức là không dừng ngay là lại theo chiều y. Còn chiều x của nó thì không biết bằng cái giá trị hiện tại của nó đúng không, nếu không tác thì cái gì tác không làm gì cả đúng không, tác không làm gì cả. Ở trên này ban đầu thì con chim của anh Đông là nó không rơi ngay, mà khi nào người ta tap vào màn hình nó mới rơi, nó mới bắt đầu bay đúng không? Thì mình có phần công cái biến state ở đây, tôi cài báo một cái inline này, game state này là begin, đầu tiên thì nghĩa một trạng thái là begin này, tiếp theo thì nghĩa một cái trạng thái là running này, một trạng thái là end là chết đúng không? Đây, thì ban sau đấy cài báo một cái biến kiểu này. Game state bằng game state .begin. Nếu như mà nó bằng begin ấy thì mình sẽ làm gì ạ? Nếu như mà bằng begin state bằng game state .begin bằng begin và tap vào màn hình thì mình sẽ thực hiện là gán cái vận tốc cho cái ban đầu cho cái con chim đúng không ạ? Velocity .x bằng cái vận tốc ban đầu của mình là velocity chấm x này và velocity bớt chấm x body chấm velocity bằng velocity, nhưng là vận tốc đấy, ban đầu là khởi tạo vận tốc ban đầu cho con chim, và sau là nó cứ thế nó bay thôi, còn nó rơi thì mình lại tát lại lên đấy. Nên bây giờ mình sẽ thử phải chuyển trạng thái chứ quên, tát xong phải chuyển trạng thái chứ không còn begin nữa, bằng game state chân run running chạy lại. Có cái gì không ổn nhỉ, camera chưa chạy theo vì vậy thì chúng ta phải điều khiển cái camera theo con chim, làm sao con chim luôn luôn nằm đúng ở cái vị trí hiện tại để điều khiển camera thì lại phải thêm một switch camera controller. Mình lấy cái vị trí hiện tại
của cái camera không dịch chuyển theo chiều x chiều y nhá, chỉ dịch chuyển theo chiều x, vì thế mình chỉ lấy cái vị trí hiện tại theo chiều x thôi, là start x bằng không này. À, bắt đầu mình sẽ lấy start x bằng là z.transform x position x trừ đi player controller instant đúng không ạ, transform.position x. Đấy, thì bây giờ trong hàm update của cái con camera này mình sẽ lấy lại cái vị trí hiện tại của camera này là vector và bây giờ mình sẽ set pop.x bằng cái gì ạ, bằng cái vị trí của cái con chim này .x mà trừ đi cái đoạn static cộng cái static. Mình sẽ lật ngược cái dấu cộng sang bên này thành dấu trừ, dấu trừ bên này thành dấu cộng, thì mình sẽ thấy là tích trên con bằng static cộng với lại này, tức là cộng. Rồi bây giờ thử chạy lại. Camera không di chuyển nhỉ? Chưa gắn vào camera, mới thay đổi x mà chưa gắn vào. Z.transform.position bằng post. Mới tính toán ở trên biến chưa gắn ngược lại giá trị cho transform. Chết, kinh nhầm. Sao ban đầu nó vẫn rơi nhỉ? Ban đầu vẫn rơi bởi vì là mình để vật lý mặc định nó rơi. Muốn nó không rơi thì mình phải đặt cho cái nick body này chấm kinematic is kinematic bằng true, tức là nó sẽ đứng im, không bị tác động bởi vật lý, không bị tác động bởi về trọng lực. Khi mình tap vào thì mình mới cho nó bằng full, tức là đổi sang trạng thái là có bị tác động ở trong lực, thì ban đầu nó sẽ không bị rơi nữa. Bạn thấy không ạ? Tác vào nó mới chạy. Đấy. Gần được rồi đấy. Có một cái vấn đề là tại sao các object nó lại bị